vâng này, còn AF. Đây là con GL241. Máy đẹp quá. Lục lạp Mitsubishi MT226. Dàn phay đây. Đây là toàn bộ dàn phay cũ ấy. Phay của Kubota. Đây là một Isuki. Lốp to thế, lốp này lốp bao nhiêu đây? Em review bãi của bác tí nhá. Rất nhiều máy, toàn dòng Kubota đây. Đây là FX26 à? 4 máy. Toàn dòng LO1 20, 26 ZLO1 22. Xem chạy bao nhiêu giờ rồi. 700 giờ. Bên này là nguyên GL. GL21 240 240. Ô, cặp song sinh cùng cha khác ông nội à? Số cơ tất. Hai thằng GL số cơ. Các loại máy. GL25 cũng số cơ. Ô, đây toàn số cơ thôi. GL số cơ này. 261 cũng số cơ. Số cơ. Con này là một rồi. Lên em cabin này xem à. Cabin GL30. Ôi, cabin đẹp quá. Số cơ luôn. Dòng này hết ý rồi, số cơ thì thoải mái rồi, vô đối rồi. Ôi, lên cabin xem ạ. Đài radio tử tế, loa vô lăng gần gũ, GL320 à? Con này số cơ chứ? Ôi, anh lấy số cơ. Anh lấy toàn số cơ hết mà. Số cơ đẹp đấy. Máy đẹp quá nhỉ. 180 cả phay rồi chứ. Cả phay luôn. Đây con này bác chủ đang giao bán là 180 triệu. Cả phay. Đây cho xem dàn phay. Phay này phay 1m6.
Con này 180 triệu cả phay. Số cơ đấy. Không phải số nhớt đâu. Thằng gì nhỉ? Thằng gì trong cái trẻ á? Phương Tài. Mày đang đeo gì? Rất nhiều loại máy. Con này là súng cơ, con này khỏe cực. F con đấy là con F220. Mitsu MT241 này. Nhiều máy, rất là nhiều máy luôn. Các bác nào mua máy thì liên hệ em nhé, tí em sẽ để số điện thoại của bác chủ trên màn hình. Rất nhiều máy. Các bác nào mua thì tí nữa em sẽ để số điện thoại của bác chủ ở cuối video nhé. Nhiều máy lắm, như con này đây, con này đẹp, con GL320, con GL này đẹp này. Vỏ lốp này, đẹp này mà. Lốp trước, lốp sau này. Lốp sau đây này. Trong cabin này. Con này sống cơ. Sống cơ thì GL sống cơ thì vô đối rồi. Thôi, em xin được kết thúc video tại đây nhé. Các bác nào muốn mua máy thì liên hệ với số điện thoại của bác chủ em đi, tí nữa em sẽ để trên màn hình nhé. Em xin kết thúc video tại đây thì các bác đi qua để lại cho em một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.